lại tàn rồi qua nào chuông chùa ngân gian đồ qua góc trong lời chuông tình xuân đã tơ dương tuổi xuân đi qua phủ trinh sơn Tổng Trân ơi, tuy chức vụ ngài là một Tổng Trân, nhưng riêng đối với đất Hà Tiên buồn chỉ vì ngài là một ông vua, cả đất nước với con người đã nơi bạch mã giặc trần tiểu ni ơi, ta một đời dòng tướng đã từng chinh phạt giữa muôn đường, sau nay ta run sợ trước cổng chùa khi nghe tiếng chuông chùa ngân đồ như một tàn quân không đồng đội không màu đường phố. Ôi ngơ ngẩn một tâm hồn khi chìm vào đêm sâu. Tổng Trân ơi, đây là bước qua buổi gặp gỡ đầu tiên, ngài đã tạo nét đan thanh một cô gái Hà Tiên thanh tu. Giờ xuân tự xin được trao tay gửi trả khách dương tôn để vui quên đời trong lớp áo. Đừng luyến lưu thương nhớ gì thêm buồn, bi nghĩ làm chi nụ cười xé lùa, tình trì sang hà mới đàn bấn giả tướng quân. Sơn nở tối tàn là số phận của phù dung, ghen ghét hồng nhan sao trời xanh chi nhan sắc. Một buổi tương lùng sơn tử, trời ơi, không phải ta là do ta làm mưa, đã làm tiêu ta thời nổ, dùng đàn non sắc tươi. Sơn tử ơi, ta đến đây một lần sao vui để mong ta còn còn cái tâm và chàng trai núi Tô Châu. Em trả lại cho ta bức chân dung trên vuông lụa trắng, đây là hình ảnh tuổi đời đẹp nét trinh nguyên. Vuông lụa trắng như hồn trong trắng, đã trắng yêu thương nàng không muốn tình lụa vương. Tình em như lụa trắng như bài thơ không lời, bức thơ thả xuống ao rồi tình xuân chết mãi theo hồn.